Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: có 5 lý do chính dẫn đến việc Bitcoin đã tăng mạnh lên gần 38.000 đô la trong ngày hôm qua trước khi điều chỉnh về mức giá hiện tại. Thứ nhất, sự phấn khích trước khả năng SEC phê duyệt Bitcoin ETF. Thị trường crypto đang có động lực tăng giá rất lớn nhờ khả năng SEC phê duyệt một số quỹ Bitcoin ETF. Với thời hạn phê duyệt đã mở từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11, các chuyên gia như James Seyfarth và Eric Bantunat từ Bloomberg ước tính 90% cơ hội được phê duyệt cho nhiều hồ sơ trước ngày 10 tháng 1 năm 2024, thời hạn cuối cùng cho hồ sơ của Arca Invest. Đáng chú ý, SEC đang phải đối mặt với một loạt thời hạn quan trọng, với 3 đơn đăng ký ETF giao ngay từ Franklin Templeton và Hashdex hạn chót vào ngày 17 tháng 11 và Global X hạn chót vào ngày 21 tháng 11. Trong bối cảnh căng thẳng này, Hashdex nổi lên là công ty đầu tiên gặp phải sự chậm trễ khi SEC chỉ hoãn quyết định chuyển đổi từ ETF Future sang ETF Spot, cả đồng tương lai và giao ngay. Tin tức này ngay lập tức gây chấn động thị trường, dẫn đến giá Bitcoin giảm mạnh trong thời gian ngắn, từ 37.400 đô la xuống còn 36.780 đô la chỉ trong khoảng thời gian 5 phút nhanh chóng. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của thị trường nhanh chóng được chứng minh khi Bitcoin không chỉ phục hồi mà còn vượt mức giá trước khi công bố trong vòng 25 phút. Thứ hai, sự quan tâm của các tổ chức chưa từng có đối với Bitcoin. Nhu cầu của các tổ chức đối với Bitcoin đã đạt đến tầm cao mới, đặc biệt thông qua các sản phẩm giao dịch trao đổi ETP. Việc nộp đơn thành lập Bitcoin ETF của BlackRock gần đây đã góp phần đáng kể vào sự gia tăng này. Nghiên cứu của Kababa báo cáo, tài sản được quản lý thông qua ETP đã tăng 27.095 Bitcoin, nâng tổng số lên mức kỷ lục 204.170 Bitcoin, tương đương khoảng 7,4 tỷ đô la. Số này cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức đối với Bitcoin như một tài sản đầu tư khả thi. Lý do thứ ba, động lực cung và cầu. Dữ liệu từ lúc into Bitcoin nêu bật một xu hướng đáng chú ý. Hơn 70% Bitcoin đã không được di chuyển trong ít nhất một năm. Nhà cung cấp dữ liệu chia sẻ, đây là một thời điểm lịch sử nhấn mạnh sức mạnh của hệ thống mã hóa của Bitcoin. Họ giải thích thêm, miễn là làn sóng hầu này tiếp tục tăng cao, điều đó cho thấy triển vọng thị trường tăng giá khi các nhà đầu tư dài hạn không có dấu hiệu bán cổ phần của họ. Điều này đặc biệt quan trọng khi xem xét sự kiện Bitcoin halving sắp tới và sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức. Lý do thứ tư, việc bơm thanh khoản của Fed. Arthur Hayes, người đồng sáng lập Bitbank, đã nhận xét về tính thanh khoản đáng kể được bơm vào thị trường và tác động của nó đối với tiền điện tử. Gần 200 tỷ đô la thanh khoản đã được thêm vào kể từ đầu tháng 11, ảnh hưởng đến các tài sản như Bitcoin. Điều này cho thấy tiềm năng gia tăng liên tục của tiền điện tử. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu động lực RRP và TGA trong việc dự đoán diễn biến thị trường. Và thứ năm, mối tương quan nghịch giữa Bitcoin và chỉ số đồng đô la Mỹ DXY là yếu tố đáng chú ý khiến Bitcoin tăng giá gần đây. Khi DXY đối mặt với ngưỡng kháng cự và bắt đầu giảm, giá trị của Bitcoin cũng tăng lên theo chiều hướng ngược lại. Nhà phân tích tiền điện tử Schwartz đã tuyên bố bơm Bitcoin trong khi DXY đâm. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, giám đốc điều hành CoinFlip cho biết việc Ferrari chấp nhận Bitcoin là một chiến thắng lớn trên thị trường. Quyết định của Ferrari cho phép cư dân Hoa Kỳ mua ô tô của họ để đổi lấy tiền điện tử như Bitcoin đã trở thành một trong những chiến thắng lớn nhất trên thị trường vào năm 2023. Đại diện Ferrari đã nhận thức được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về các giải pháp thanh toán thay thế và quyết định hỗ trợ các đại lý đáp ứng yêu cầu của những khách hàng này. Đại diện cho biết thêm, nguồn gốc của tiền điện tử sẽ được chứng minh và rủi ro biến động liên quan đến tỷ giá đồi hóa sẽ được loại bỏ. Các đại lý và cuối cùng là Ferrari sẽ nhận thanh toán bằng tiền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ferrari đã bổ sung hỗ trợ thanh toán bằng tiền điện tử bằng cách tích hợp BitPay, một công ty thanh toán tiền điện tử lớn phục vụ các thương hiệu toàn cầu như AMC, Theater, nhà bán lẻ điện tử NewApp và các công ty khác. Theo BitPay, khách hàng của Ferrari tại 10 địa điểm của Hoa Kỳ, bao gồm Washington và Las Vegas, hiện có thể đổi tiền điện tử của họ lấy một mẫu xe Ferrari hàng đầu. Theo giám đốc điều hành của CoinFlip, Ben Weiss, động thái chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử của Ferrari có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường. Danh tiếng đáng chú ý của họ có thể làm tăng sự chấp nhận, giá trị tiền điện tử và niềm tin của người tiêu dùng. Động thái này cũng có khả năng thu hút sự quan tâm từ các nhà lập pháp để phát triển khung pháp lý rõ ràng. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.